Được những cái khóa 365 bên em về ấy, 365 là nó sẽ cóp được vào của Hồng Kông và Đài Loan nhé. Thì mọi người mua cái khóa bên em về này, cái khóa 179.000 này về này. À, mọi người làm theo cách như thế này, trên shop có video hướng dẫn đấy, nhưng ở đây đang live thì em hướng dẫn mọi người luôn nhé. Đấy, mọi người mua về này, mọi người ấn đồng thời phím lên và phím dừng này. Lúc nào đèn nháy thì mọi người vẫn giữ với cái phím lên và thả phím dừng. Đây. Đấy, đèn nháy thả, vẫn ấn phím lên, thả phím dừng, ấn 3 lần phím dừng này, 1 này, 2 này, 3 này. Như thế là nó xóa cái cốt thành công nhá, tức là nó là cốt trắng nhá. Thì mọi người cóp này, cóp riêng mã nhảy thì chỉ cần cóp một nút thôi là nó sẽ sáng 4 nút. Còn mã cố định thì mọi người bắt buộc phải cóp hết 4 nút. À, em test thử cho luôn này. Đấy nhá, đấy. Nếu mà nhảy thì là cóp như thế là ok nhá. Bộ sáng 4 nút ok này. Giờ em nạp vào luôn nhá. Em nạp luôn này. Ấn đồng thời khóa và lên này, bên này này. Cũng là ấn đồng thời khóa và lên, 1 này, 2 này. Đấy, như thế là sử dụng được rồi nhá. Cái này thì nó sẽ sử dụng vào được cho Hồng Kông và Đài Loan mọi người nhá, về mẫu CH. Còn nếu mọi người không phân biệt được cái khóa nào là Hồng Kông, khóa nào là Đài Loan thì có thể chụp cái hộp gửi cho shop nhá. Đây, em thử luôn này. Đấy, nó đã nhận nhá mọi người nhá.